Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ mua một uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, xin chào anh em, là cực của mình nha. Mình là top 1 Airy cậu 3 Sài Gòn. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đối đầu với Vina ở trên rank chiến tướng. Phải nói là rank 103 sao, 102 sao. Ok, Vina đầu game thì lúc nào cũng ngon, cũng không ngon bằng mình nha. Mình rỉa này, né này, rỉa này, cứ áp sát đánh thường cho mình. Giữ lỗ tại này đó, một chém ở này, hai chém ở này, mình có chú bọt là chết rồi. Dạ. Trời ơi, chú bọt hồi sớm là ngon rồi. Ý, team mình đang tổ chức cướp bùa kìa anh em ơi. Ủa, Vena nó qua này. Ôi. Thôi về. Vena nó canh mình kìa anh em à. Anh em nhớ cho mình một like đăng ký kênh nha mọi người ơi. Và anh em nào nhu cầu mua nick này hoặc cày thuê này ở rank cuối mùa này, muốn lên chiến tướng này, liên hệ ngay với Zalo của mình nha mọi người. Mấy bữa nay ôi dồi ôi luôn, mấy anh cha búp lên quá trời anh em à. Ý, có mạng này. Ui thôi trời, cũng được. Búp lên quá trời luôn, trời ơi. Giờ nó xuống top 4, top 5 gì rồi đó. Tôi không hiểu luôn. Mấy anh cha chơi đánh trình không có hay sao mà đánh vô búp. Ui ôi luôn. Thì anh em biết tôi rồi, bây giờ tôi đi đỉnh rồi, tôi không đi rồi đó. Giờ tôi chỉ bem ranh thôi. Mà điểm ranh tôi thì đang full rồi anh em à. Giờ win là cộng được có 3 điểm, 2 điểm à. Nên giờ gặp mấy ông búp lên 11 thì 2.000, 11.000, 11.000 là thua rồi. Chắc kệ đi, mình cũng lấy cái map top 1 rồi sợ gì đúng không. Pha này là hỗ trợ team nè mọi người à. Vô tốc biến này. Bắt nào, vô một thằng thôi. Cho xin mạng, ok này, một mạng dành cho mình khi lên di chuyển này. Ui, sao pha này Lily biết mở trong đây nha. Thôi về đi. Ui chơi ơi, sao về được. Ủa gì vậy, thôi nào. Ủa đầu quá nha, thôi nào. Không, mình nghĩ là chắc nó đoán á. Thấy tìm vô tranh không có mít nè, thấy thôi, em đùa. Em chưa có chiêu mà, chút xíu có chiêu đi, mình solo sau nha. Thôi nhà đừng hành mình mà, trời ơi, mình đầu game mình yếu lắm. Xin rỉa này, trời tiếc ghê nhà, có công ty là lụm kẹo ơi. Không có công ty anh em à. Rồi xong rồi, Vena vô một tình huống đó là kẹp thịt ra anh em ơi. Bánh mì kẹp thịt nha, đầu trên, đầu dưới, đường giữa, đường nào chạy đâu, Vena ơi. Ôi, vẫn còn chạy được à, hay thế nha. Vẫn còn tốc biến à. Giờ ngồi đứng rặn là cho mày rặn luôn này. Cho rặn luôn này, trời ơi, ba người luôn anh em à, thì làm sao mà Vena sống nổi. Ờ, có đây vấn đề làm màu nha anh em. Có nhiều ông kêu mình làm những điều là những trẻ trâu làm màu. Ôi trời ơi, ai trẻ trâu đâu mọi người ơi. Người ta đánh kỹ năng, người ta đánh bét, đánh đẳng cấp, người ta mới làm màu được cái anh này. Nhưng mà còn mình thì mình non anh em à, trình kim cương à. Cho nên mình làm màu thì mình cũng hơi bị đuối xíu, mình yếu xíu anh em nha. Thông cảm giúp cho mình nha. Chứ anh em muốn mình làm màu ở trên đây mình thua đó. Mình làm màu không được đâu, mình không biết làm màu đâu. Mình muốn cho một trận đấu win cho năm thành viên ở trong team mình anh em mà. Mình không muốn một gì thể hiện kỹ năng mà kỹ năng 10 xem TikTok. Phải đó là một cái suy nghĩ của một idol TikTok lúc nào cũng phải là có phải có hit like, phải có đẳng cấp.
Một pha size thôi anh em à, còn cái nịt thôi. Hôm nay mình sẽ cho anh em thấy vì sao mình nói câu này. Vì sao mà không dám làm màu cho nên cao. Vì sao mình không biết làm màu. Đây mình không thích, không phải là màu là gì, là khó anh em không? Quá rồi anh em à, từ từ mình tính. Ê lý kìa, ui ui, bắt luôn này, nó hết chiều rồi. Chạy đâu ấy? Video này, ui ui hết chiều rồi. Lùi. Mình sẽ cho anh em thấy một trận đấu căng thẳng và đúng nghĩa của những người đánh mà phải nói là đầu óc với nó là rất là mệt mỏi anh em. Không phải lúc nào đầu óc thanh thản để như là ừ hit like đăng TikTok, không có đâu. Đánh 10 game hả, ẩu một game là thua còn cái nịt thôi. Chạy đâu bạn, ôi cô ơi, trời ơi, để dính cái băng nữa. Mình cũng đã nói với anh em đúng không, mình đánh IG mình sợ gặp nhất là con Kera. Thực sự là gặp nó mà ranh bên ngoài mà không thể nào mình chơi game được. Mà hơn team mình như này, team mình đang ngon này. Mình được farm này anh em à. Cố gắng đi farm nha. Và mình anh em lên cho mình có Iron này. Anh em lên cho mình phú hụt kiếm và cây đao. Và sau đó sẽ là dắt huân chương choi để chúng ta kháng lại hiệu ứng của con ơi choi vẫn chạy được kìa. Ủa phải đó mình tiếc con tiên, em nghĩ nó sẽ chết, không nghĩ là nó sẽ chạy được đâu. Hay ranh nào là màu cũng được hết em à, thề ranh nào cũng là màu được hết, giờ lên đấu vừa là màu vẫn được, thề. Nhưng mà anh em nghĩ đi, vì một ây từ bắt nên con mít này, nếu mà mít nó qua đây là biết là có thắc mắc hay không là biết liền. Ok này, không thắc mắc nha, nếu mà thắc mắc vào đó là nó không, nó sẽ không chết đâu, nó né liền. Bắt luôn cây đa này, ok này. Ui hết chiêu rồi, ui rồi, ôi sao tôi điểm được vậy. Thằng Yena này, ui, không ăn được luôn kìa. Ok bạn ơi, nó không hát map rồi, nếu hát map rồi đó nó không chết đâu, nó không đợi bị bắt đâu. Nó sẽ đi ngược qua anh kia lại, ây da, chết rồi, bị cấm chat rồi. Lily bên kia chắc cày thế nhờ. Nó có vài câu bì đâu mà cấm chat, trời ơi, ai tố cáo vậy. Trời ơi, quá ngon luôn. 405 một cây DA cũng quá là ổn đối với mình em à, một thành viên bú win như mình. Tại vì có tốc biến ấy anh em, cứ pha nào anh em thấy team hết máu á thì anh em có bị combo 300 một chuẩn hay không chuẩn đâu, cái chuyện của anh em. Như mình là có khi chuẩn, có khi không chuẩn à. Có khi chuẩn không chỉnh, lúc mà chỉnh cái hết chuẩn à. Kỳ vậy đó. Thôi về ăn kiến công đi mọi người ơi. Về ăn kiến công này. Ừ. Vậy kiến công này. Đó anh em đừng có nghĩ mà làm màu không được, ai làm màu cũng được. Anh em xem video mình cũng biết mà, có nhiều pha mà làm màu cũng đẹp lắm bộ. Còn có nhiều trận mình đánh làm màu cũng như là màu có như không như có à. Chật nhịp á. Nhưng mà sai pha thôi là coi như là còn cái điện này. Còn đúng cái điện này. Là một trận đấu anh em đi luôn. Này đang ép ra phải không? Lỡ ai mà sai một pha là còn cái điện luôn. Thề. Nè, không phải về nè, cấu đĩa đi về nè. Rồi lùi xíu nào. Ở đây ơi. Ôi chết rồi, ai gom ơi quên. Ơi ông đáp kìa. Ơ kìa. Ôi nó xóa rồi dùng đang này. Lấy trụ. Ở lên trên này đánh bữa có trận mình bị ép không còn cái nịt, không còn cái gì luôn. Đánh với nó là phải là gian nan cực khổ luôn em à, mới lấy được một sao người ta. Nhưng mà mấy bữa nay đánh tiền thua không à. Khó thế nhờ. Lên 110 sao chua quá đây mà, cứ ăn được 3 trận 4 trận lên 104 rồi mấy năm sao lại thua xuống lại 100 sao.
xong xuống là 99, xong lên lại 104 sao. Nó cứ lên xuống đi ngoài, chua lắm. Đi đơn thì dễ nha, đi đơn thì mình gặp có khi mình đem hay kia 50-50. Còn nếu mà đi 105 là bảo đảm với anh em là auto là tem hay. Có khi mình gặp tem TikTok này, này kia gặp hoài. Đánh rồi bò ơi. Hết chiêu rồi. Ép chủ win luôn mọi người, ép chủ win, chủ này, đánh chủ, đánh chủ. Lấy chủ. Ủa, hết lính rồi. Hết lính rồi, lui. Ui ui. Thôi, lui về. Tem nó ra rồi, không được đâu, lui đi. Không ẩu được mọi người ơi, từ từ nha, bình tĩnh nha, farm đã. Để lính cao đó mọi người ơi, từ từ đánh nha. Anh em nào yêu cầu muốn nick liên hệ ngay Zalo của mình nha mọi người. Mình có tìm theo nick yêu cầu này. Còn anh em nào muốn tìm những nick mình đẹp đẹp như mình đăng trên cộng đồng thì chưa đủ á. Cộng đồng kênh của mình ấy, mình hay đăng ấy, thì anh em có thể vào kết bạn Zalo của mình và anh em ê từ từ hết chó rồi này, đánh này. Ok. Cái gì mà vô chơi một pha chết hết vậy? Trời ơi. Đó cho anh em thấy đó, lên đây không? Một pha giao tranh anh em thấy là bị lật kèo một trận đấu. Anh em thấy không? Cực kỳ căng luôn. Ui không ẩu nữa mọi người ơi, từ thôi nha. Lực kèo có nha, không vừa đâu nha. Con video bây giờ nó bắn có đa mà đây. Anh em trước tiên anh em lại đỉnh cao lên trước cho mình nha. Những cái trận đấu như này là team mình đang bị mất lợi thế lại rồi đó. Team bạn như nấp bụi không mà không thấy đâu này. Chết map ra. À đây. Thôi. Ôi xong nó băng con gì á. Thôi ui tóc biến luôn kìa. Ui. Iron mất tóc biến rồi. Không được. Đông quá, không dám vào anh em à. Không dám ẩu. Ui đam to quá nhờ. Lính cao bên đây này, từ từ nha. Giờ này mà đánh là chỉ còn cái nịt thôi đó. Khó thế nhờ. Này ta móc vô ơi. Né qua đây liền. Ngu qua đó là mình chết á. Đi qua đó là mình chết á. Hơn đâu. Đâu quá nhờ. Lính cao đã anh em ơi. Từ từ nha, lính cao không đánh nha. Ô xong rồi, 3 người mà đánh 5 người là chết rồi. Ok. 1-1. Lính này. Ôi gì vậy? Trời ơi, nó lộn bắn một nửa cái máu tôi kìa trời ơi. Trời luôn về mọi người ơi. Lui kinh công kìa. Thôi nào. Ui ẩu thế nha. Kinh công ra rồi kìa. Trời xong luôn, chết cả hai luôn, còn cái nịt luôn. Đầu hàng đi. Đậu xanh. Nó giỡn anh em mà đi 105 dễ đầu hàng ấy, đầu hàng cho vui á mà. Ờ không ăn kinh công à. Mày không ăn kinh công à. Mày không ăn kinh công à, mà lên đây làm gì. Ui thôi nào. Ui chém chết kìa trời ơi, nó bắn đau quá nha. Thôi lui đi. Ôi trời ơi, đánh gì vậy.
Trời ơi, ha mạng, ý ăn được không à, đổi mạng không được. King Kong kìa mọi người ơi, King Kong ra rồi nha, King Kong phút 15 ấy, đừng đùa nha. Ăn luôn không, nó thiếu người này, ăn luôn, Xong rồi, không ngừng chắc à. Ngày. Từ từ mọi người ơi, lính đã. Ý, thì mình đánh nữa này. Lướt cái nữa này cho chắc kèo. Bắt vô chưa này. Thôi xong, xong rồi. Ai xong? Nè nè nè, hắc não mày nè qua đây. Nè. Ai nhà. Lính dưới kìa. Lính nhà kìa. Nhà kìa. Ờ sao sao, ông gần ra. Trong đường đẹp. Ý nhà kìa. Mà video sắp ra mình không dám lên anh em, mà lính ra nữa nè. Giờ mình lên nó mới chói một cái ông chủ là mình chỉ còn cái nịt thôi anh em ơi. Thôi lưu về xíu đi. Ăn kinh công này. Sẵn sẵn cái liệm đã. Trời ơi, chém thường vô con quái rồi, chết rồi, lui. Có Arum nha, đừng để bị khóa nha. Đó, anh em thấy căng không? Chỉ tem mình sai một pha như nãy hả, chết hết biết sạch là tem bạn ngang kèo này, bắt vô này, ui. Bắt Lily cũng được này. Ôi, ơi, cũng dám xin bán cái này, mình dịch lên liệm ra. Ôi, tài không nhanh là chỉ còn cái nét. Quyên ơi, ai nhờ. Ôi ơi. Ai, tao. Ok, anh em nhớ cho một like đăng ký kênh và anh em nào nhu cầu mua nick liên hệ ngay Zalo của mình nha anh em ơi. Bye bye anh em nha. Hẹn anh em vào video ngày mai nha.